kết nối camera 4 mắt 8 chấm cực đơn giản. Làm theo mình những bước sau nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ cắm điện cho con camera này nhé. Nó sẽ sáng đèn và đợi cho camera nó xoay một vòng. Tiếp theo mọi người sẽ mở app UC, chọn vào dấu cộng ở góc bên phải trên cùng này. Đây, ở đây mọi người sẽ quét cái mã thì nó sẽ nằm ở góc này nhé anh chị. Rồi, thì ở đây mọi người sẽ tích chọn đã hoàn thành các thao tác trên và nhấn tiếp tục. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu bật Bluetooth của điện thoại thì mọi người nhấn vào cài đặt nhé. Cho phép các kết nối mới này, sau đó nhấn trở lại. Rồi, bây giờ mọi người sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà mình vào nhé. Lưu ý giúp em là phải nhập đúng mật khẩu thì camera nó mới kết nối được với điện thoại nha anh chị. Sau đó mọi người sẽ nhấn tiếp tục. Lúc này thì anh chị sẽ đợi tầm 1 tới 2 phút để camera nó kết nối với điện thoại nhé. Sau khi kết nối xong thì anh chị sẽ đặt tên cho camera, nhấn xong và sau đó nhấn xác nhận. Rồi ok, bây giờ mọi người có thể vào đây xem camera được rồi. Cuối cùng khi mua camera thì anh chị nên mua kèm một cái thẻ nhớ. Đây là cái gắn thẻ nhớ của camera. Còn mọi người thấy em camera 4 mắt 8 chấm này như thế nào? Để lại một cái bình luận bên dưới nhé. Nhớ thả tim và follow cho mình. Camera nào có cống thành lo.